Chào bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài học, đó là chúng ta sẽ học cách để chọn lọc một cái cổ phiếu. Thì cái thị trường cổ phiếu ấy là một cái môi trường rất là năng động và nó ngày càng thách thức hơn. Vì những lý do chính mà mình phân làm hai lý do sau đây. Một là có những cái thay đổi cơ cấu doanh nghiệp rất rất là lớn trong cái môi trường kinh doanh, nó ngày càng cạnh tranh. Thứ hai là các nhà đầu tư ấy, nó ngày càng tiếp cận với các thông tin một cách nhanh chóng hơn. Đấy. Do bản chất của kinh doanh là đã thay đổi, do môi trường kinh doanh là đã chuyển biến nhanh, do chu kỳ kinh doanh là ngày càng ngắn, cho nên doanh nghiệp nào cũng khó mà ổn định được được dài lâu. Do đó nó ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của công ty và cái giá giao dịch của cổ phiếu. Ngày nay thì không dễ gì để kiếm được một cái cổ phiếu tốt để mình có thể an tâm mà ngồi không hưởng thụ cái sự lên giá của nó mãi mãi. Nhưng mà nhà đầu tư ấy cũng có những cái cơ hội khai thác những cái thông tin tràn ngập để chọn mua những cái cổ phiếu thành công trong trong đoạn kỳ. Đấy, có nghĩa là các nhà đầu tư đấy có cơ hội để đọc và khai thác những cái thông tin ở trên mạng cũng như doanh nghiệp công bố để lựa chọn những cái cổ phiếu thành công trong trong thời gian là ngắn hạn, trong cái thời gian gần đấy, để thành công lâu dài trong cái thị trường cổ phiếu ấy, thì mục tiêu căn bản là mua những cổ phiếu của những công ty có triển vọng thành công về về mặt tài chính, được thể hiện qua thu nhập, qua biên lợi nhuận đang đang tăng một cách lành mạnh và có triển vọng tiếp tục tăng trong cái tương lai gần. Thường thì có những cái yếu tố tích cực, ví dụ như là sản phẩm mới này, hay là dịch vụ mới này, hay là đang trên đà ổn định hay không này, hay là trong trong một cái ngành ấy thì nó có triển vọng kinh doanh tốt hay không. Đấy. Như chúng ta cũng đã biết rồi, thì trong kinh doanh ấy, thì làm ăn nó có lúc thắng lúc thua, làm người nó cũng có vận may vận rủi. Đấy. Thì không phải lúc nào trên thị trường chứng khoán thì các bạn cũng thành công cả. Do vậy thì nhà đầu tư cần phải quan tâm đến những cái điều sau đây. Đây, như quan tâm đến những cái điều mà mình liệt kê sau đây. Đó là những cái điều mà mình liệt kê cơ bản thôi. Đó là thứ nhất là chúng ta cần phải có phương pháp trong việc lựa chọn cổ phiếu phù hợp với những cái mục tiêu đầu tư của mình. Mục tiêu chúng ta đầu tư gì? Đầu tư ngắn hạn hay dài hạn? Đầu đầu cơ hay là đầu tư một cách thực sự? Đấy. Thứ hai là chúng ta phải sử dụng những cái chỉ tiêu chọn lọc để theo dõi sự mạnh yếu của cổ phiếu và thị trường. Thứ ba là phải có chiến lược bán ra. Nếu mà chúng ta mà có chiến lược mua vào nhưng mà chúng ta lại không có chiến lược bán ra thì vô 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 tình là chúng ta sẽ tự chặn cái đường lui của mình, tự hại mình. Đấy. Định kỳ nhưng mà chúng ta phải hiểu là không phải là thường xuyên nữa nhé. Đấy. Chúng ta phải định kỳ trong cái việc phân tích xem thử kết quả đầu tư có như mong đợi hay không, có cần phải có sự thay đổi nào hay không. Nghĩ rằng là và chúng ta cần phải hiểu rằng là không có một cái tiêu chuẩn so sánh nào được mà thành công mãi mãi được, và chúng ta phải biết thay đổi công thức chọn lọc cổ phiếu là tỏ ra lỗi thời, bởi vì mỗi thời đại thì nó mỗi khác và mỗi giai đoạn thì nó mỗi khác, và chúng ta phải có những cái công thức lựa chọn cổ phiếu sao cho nó phù hợp. Thì phần đông ấy, các nhà đầu tư ấy, sử dụng ba chiến lược đầu tư cơ bản, đó là chiến lược tăng trưởng, chiến lược theo đà và chiến lược giá trị. Trước khi mua một cái cổ phiếu ấy, hãy chọn lấy một cái chiến lược và một cái mức rủi ro phù hợp với cái mục tiêu đầu tư của mình. Nhắc lại là khi mà bạn mua cổ phiếu ấy, thì bạn hãy chọn lấy một cái chiến lược và một cái mức rủi ro phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình, và cố theo cái chiến lược ấy trong một cái thời gian nhất định. Đấy. Cũng có thể chia vốn đầu tư của mình thành nhiều nhiều phần,
Thông thường thì nên chia theo làm hai phần, mỗi phần có một cái chiến lược riêng. Ví dụ như là 80% vốn đầu tư là vào những cổ phiếu tăng trưởng và 20% vốn đầu tư là theo để chúng ta tập trung, chúng ta đầu tư theo theo đà. Mỗi loại đầu tư thì có những cái quy luật và những cái quy tắc hành động riêng. Ngoài một vài chỉ tiêu chung thì những nhà đầu tư ấy thường sử dụng những cái chỉ tiêu sau đây. Đây, như mình lựa chọn đây. Đó là cái chỉ tiêu thứ nhất, đó là số tăng thu nhập hàng năm hàng hàng quý, số tăng thu nhập hàng năm hàng quý. Cái chỉ tiêu thứ hai là cái tỷ số P trên E, tỷ số P trên E. Đấy. Hoặc là cái tỷ lệ tăng thu nhập dài hạn dự kiến. Tỷ lệ tăng thu nhập dài hạn dự kiến. Những cái điều chỉnh của các nhà phân tích về số thu nhập dự kiến, những điều chỉnh của các nhà phân tích về số thu nhập dự kiến, hoặc là số những cái tay trong mua mua vào chứ chứ không bán ra, số những cái tay trong mua vào chứ không bán ra. Đấy. Số các nhà phân tích trong cái công ty đấy, số nhà phân tích trong cái công ty đấy, rồi giá của cổ phiếu, vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường thì nó bằng là vốn hóa thị trường thì nó bằng là số cổ phiếu nhân cho giá của giao dịch. Đây, vốn hóa thị trường. Nó bằng với số cổ phiếu. Nhân với giá giao dịch. Đấy. Số cổ phiếu trong tay các quỹ, trong tay quỹ quỹ đầu tư, số cổ phiếu trong tay các quỹ đầu tư. Thứ bậc EBS, thứ bậc RS. Đấy. Rồi còn phụ thuộc vào cái mức TB GD 200, cái mức TB GD 200. Đấy, mức này phụ thuộc vào cái mức này đó. Đó. Cái tích tụ và phân tán thì cái này sẽ nói rõ sau. Tỷ số nợ và vốn vốn cổ phần. Đấy. Tỷ số tăng của luồng tiền còn phụ thuộc vào cái tỷ số tăng của luồng tiền nữa. Của luồng tiền rồi ban quản trị của công ty. Đấy. Thì cái mức độ quan trọng của mỗi chỉ tiêu thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái phương thức đầu tư. Do đó là chúng ta phải thêm vào cái hệ số gia trọng vào mỗi chỉ tiêu để nói lên cái tầm quan trọng của cái tầm quan trọng ít hay nhiều của chỉ tiêu trong cái phương thức đầu tư đó. Ví dụ như chỉ tiêu nào có hệ số gia trọng cao nhất là cái chỉ tiêu chủ yếu của nhà đầu tư. Đó. Chúng ta phải xác định là cái chỉ tiêu nào là cao nhất. Đấy. Và chúng ta gọi nó là cái hệ số gia trọng cao nhất của cái chỉ tiêu đầu tư của chúng ta. Nếu cổ phiếu nào mà không đạt được cái chỉ tiêu đấy thì chúng ta không nên mua vào. Ví dụ như là bạn là một nhà đầu tư thận trọng, muốn ăn chắc mặc bền và không hiểu gì nhiều về cái chỉ tiêu kỹ thuật thì bạn sẽ có những cái căn cứ chỉ tiêu sau đây để lựa chọn mua cổ phiếu. Ví dụ như là chúng ta sẽ căn cứ vào ban quản trị của công ty này. Đấy. Nếu như mà chúng ta không giỏi về kỹ thuật thì chúng ta sẽ dựa vào ban quản trị của công ty. Họ có uy tín hay không? Họ có giỏi hay không? Đấy. Đấy. Và chúng ta đánh giá theo cái hệ số 10.
Thì số thứ cái chỉ tiêu thứ hai là chỉ tiêu tỷ lệ tăng thu nhập quý vừa rồi. Cái chỉ tiêu thứ ba đó là chỉ tiêu tăng giá cổ phiếu quý vừa rồi. Ví dụ như ban quản trị công ty mà giỏi ấy, thì bạn có thể đánh giá nó là 8 chẳng hạn. Tỷ lệ tăng thu nhập quý vừa rồi bạn chấm được khoảng 8. Tỷ lệ tăng giá cổ phiếu quý vừa rồi bạn chấm là 10. Thì nghĩ là bạn cần phải mua cái cổ phiếu này. Chúng ta phải hiểu rằng là cái thị trường cổ phiếu ấy nó thường diễn ra theo chu kỳ, gồm là giai đoạn là lên giá này, giai đoạn xuống giá này, giai đoạn củng cố xây nền, rồi đầu cơ giá lên, đầu cơ giá xuống, vân vân. Một cổ phiếu thắng lớn ở trong giai đoạn này thì nó chưa chắc đã là một cái ngôi sao trong cái giai đoạn kia. Đấy. Thường thì sau cái giai đoạn đầu cơ mà sau khi nó lên ấy, nó sẽ có một cuộc điều chỉnh lại, nhưng cổ phiếu tăng trưởng sẽ rớt giá mạnh gấp rưỡi hoặc là gấp đôi mức trung bình trên trên thị trường. Thứ bậc RS của những cổ phiếu lãnh đạo cũng sẽ rất mạnh. Đấy. Do đó những cái cổ phiếu nào mà vẫn giữ được cái thứ bậc RS cao thì có khả năng trở thành những cái cổ phiếu lãnh đạo khi mà thị trường phục hồi trở lại. Và sau đây là những cái đặc điểm chung của những cái cổ phiếu ưa thắng, đó là yếu tố thứ nhất đó là thu nhập hàng quý hàng năm thì nó sẽ tăng dần. Yếu tố thứ hai đó là tăng nhanh hơn cái tỷ lệ tăng của ngành hoặc là khu vực hoặc là thị trường cổ phiếu, tăng nhanh hơn cái tỷ lệ tăng của ngành hoặc là khu vực hoặc là thị trường cổ phiếu. Yếu tố thứ ba đó là nó tăng doanh số bán và EPS nó là liên tiếp trong trong 3 năm liền. Đấy. EPS tăng trong 3 năm liền. Rồi có tỷ lệ tăng nhanh hơn so với tỷ lệ tăng của ngành. Khu vực. Đấy. Cái yếu tố tiếp theo đó là nó đang được quỹ đầu tư mua vào, đang được quỹ đầu tư mua vào và nó có hiện tượng là tay mua trong, không có hiện tượng là tay bán trong, nó đang lên giá. Đấy, đó là những cái cổ phiếu ưa ưu thắng đấy, đang lên giá, có những cái chỉ tiêu kỹ thuật tích cực, có những cái chỉ tiêu kỹ thuật tích cực, ví dụ như là TBDD thì nó sẽ nằm ở mức là 50 và TBDD thì 200, nó đang tăng. Đấy, có những cái chỉ tiêu rất là tích cực. Đấy. Hoặc là nó chi cho RD cao, các chỉ số tài chính then chốt như là mức lời, mức nợ, ROE tốt, tốt hơn so với trong trong ngành hoặc là trong trong khu vực. Còn riêng những cái cổ phiếu mà small cap ấy, ưu thắng thì nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nó phụ thuộc vào những yếu tố sau đây, ví dụ như là tốc độ tăng trưởng cao và đều đặn, kiểm soát được thị trường ruột của mình, nó có nhiều khách hàng, nó có những cái sản phẩm dịch vụ mới mang tính khai phá, có phí nhân công thấp, rất ít quy định của nhà nước, có rào cản đầu vào,
của ngành rất là tốt, hoặc là ít công ty bước vào, tức là nghĩa là có rất ít công ty bước vào được cái ngành đó. Đấy. Có những cái cơ sở khách hàng đa dạng, có nghĩa là phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau đấy. Những dấu hiệu tích cực khác của loại cổ phiếu này, ví dụ như là thêm nữa là ví dụ như là công ty ấy đã đi vào công nghệ mới theo hướng chung của ngành, chưa có hoặc là mới có ít cổ phần đang được các quỹ đầu tư sở hữu, công ty đang đang mua lại cổ phần, hoặc là không có, hoặc là chỉ có ít nhà phân tích theo dõi cái công ty đấy. Đấy, đó là những cái chỉ tiêu chung và những cái cách, những cái chiến lược, những cái cách chung mà chúng ta chọn lọc một cái cổ phiếu để chúng ta mua sao cho phù hợp. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.